khi ra ngoài hiện trường mà chụp ảnh xong rồi các bạn sẽ gặp những cái tình huống mà các bạn cần phải thay đổi ống kính thì các bạn sẽ làm cách nào? Trải qua rất là nhiều những cái job làm ở ngoài trời, ngoài sự kiện thì mình có một cái tip nhỏ như thế này giúp cho các bạn thay đổi lens, thay đổi ống kính một cách an toàn nhưng mà nhanh nhé. Thì đầu tiên đó là chúng ta luôn phải quản lý cái cắp lens trước của chúng ta, đấy là luôn luôn để trong túi đi, chúng ta đừng đút túi quần, chúng ta hãy để vào trong cái ba lô của chúng ta. Chúng ta tháo ra ở đâu chúng ta để ở đây. Đến lúc mà chúng ta thay thì việc đầu tiên là các bạn đóng cái cắp lens lại. Nếu vội quá đóng cắp lens lại, chúng ta phải nhớ là cái bước đầu tiên đó là chúng ta phải để máy về chế độ off, phải tắt máy mọi người nhé. Tại vì micro LED nếu mà bật máy nó sẽ mở cái cảm biến ra và tỷ lệ bụi cũng như là các vật khác nó chiếu vào cái cảm biến, nó sẽ gây ra làm hỏng cái cảm biến. Và mình đã bị một phát như thế rồi, nó rất là tốn tiền. Cái cảm biến nó có giá trị bằng nửa cái máy cơ. Nên chúng ta hãy bảo quản nhá. Tắt máy đi. Tiếp theo chúng ta gạt cái nút, gạt cái nút tháo ngàm đúng không ạ? Cầm chắc nhá, tháo ra. Và các bạn sẽ làm như thế nào với hai chiếc hở ra như thế này? Body cũng hở, lens cũng hở. Thì lens chúng ta đóng cát trước rồi, chúng ta đặt thẳng xuống như này đi. Body, body nhớ chúng ta không để dốc ngửa, không để ngang, chúng ta hãy úp xuống như này. Chúng ta luôn cầm máy như thế này là mình thấy an toàn nhất này, đảm bảo nhất này. Đấy. Và nếu mà có một cái mặt phẳng nó như cái bàn của mình ở đây thì các bạn đặt lên. Còn nếu không ấy thì bình thường là chúng ta cũng đeo những cái túi đúng không ạ? Ba lô đúng không ạ? Thì chúng ta để thẳng cái lens vào trong cái ba lô. Thẳng hướng ở trong đây nhá. Thì nếu mà chúng ta để thẳng như này thì nó còn hở mỗi cái đít thôi đúng không ạ? Rồi. Và ví dụ đây là cái lens mà chúng ta sẽ thay. Cái lens chúng ta đã thay. Thì một cái tip nhỏ đấy là trước khi các bạn thay tháo cái lens mà đang dùng ra thì chúng ta tháo cái đít của cái lens. Chúng ta sẽ thay trước. Chúng ta tháo một nấc nhỏ để sẵn như thế này. Để đến khi là chúng ta nhấc cái lắp lên, thế là xong. Chúng ta hãy tháo trước nó ra và để nhấc lên. Nhấc lên. Và để đảm bảo cho cái body cũng như cái máy thì chúng ta lắp vào máy trước hãng. Đảm bảo an toàn cho body cũng như là máy đã sẵn sàng để chụp, tạm để xuống. Và bây giờ hãng lắp cái nít này vào. Được rồi, đấy là mình nói sơ qua. Và bây giờ sẽ là ví dụ mà thao tác nhanh nhá mọi người nhá. Đây, đầu tiên đây cái lens 35, mình sẽ muốn thay nó với lại một chiếc lens khác. Ví dụ chiếc lens này, lens này. Thì việc đầu tiên tháo này ra. Cái máy này nếu mà đang ở chế độ chụp này, kiểm tra kiểm tra, nếu mà nó đang on, màn đang bật, chúng ta hãy tắt nó đi. Tắt nó. Máy tắt rồi, hết thông báo rồi. Tháo. Để cái lens xuống, úp cái máy xuống. Nhấc. Cho vào túi. Để tạm đây. Lắp nhanh. Đấy, chúng ta đã đáp cái cáp vào trong đây rồi. Đừng vứt linh tinh. Chúng ta cứ để ở trong ba lô, túi. Chúng ta tìm rất là nhanh. Những món đồ rất là nhỏ thôi, nhưng mà mỗi lần vứt rất là khó chịu. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chụp ảnh với lại những chiếc lens mới rồi. Hy vọng thông qua tip này sẽ giúp mọi người thay lens nhanh và đảm bảo an toàn cho chính chiếc máy ảnh của các bạn. Rồi, chúc các bạn nhiều ảnh đẹp. Và bài tiếp theo